Dạ vâng, Lê Trung xin kính chào cả nhà. Dạ đầu video thì cho phép Lê Trung kính chúc cả nhà mình có nhiều sức khỏe, bình an, thanh tâm an lạc, đặc biệt gặp nhiều may mắn trong cuộc sống nha cả nhà. Dạ thì cả nhà ơi, ngày hôm nay thì Lê Trung lại xin phép chia sẻ đến quý ông bà, cô chú, anh chị của mình thêm một cái video nữa nha cả nhà. Thì ở trên cái video ngày hôm nay, như quang cảnh ở trước màn ảnh nhỏ mà quý ông bà, cô chú, anh chị mình đang xem, thì ngày hôm nay Lê Trung lại tiếp tục quay trở lại cái khu vườn dừa mà bà con ở khu vực này hay nói là khu vườn dừa ma ám đó cả nhà. Thì lần trước Lê Trung cũng có nghe được một cái câu chuyện về cái khu vườn dừa này. Thì những cái tình tiết trong đó thì ở video trước, nếu mà cả nhà mình đã xem video thì cả nhà mình cũng đã biết rất là rõ rồi. Thì Lê Trung sẽ không nhắc lại ha, để tránh mất nhiều thời gian của cả nhà. Thì lần đó Lê Trung đến thì cũng có gặp một cái vong quỷ. Và cái vong quỷ đó thì cũng có chịu xuất hiện ra để giao tiếp với Lê Trung và cũng đã dùng đồ cúng của Lê Trung. Nhưng cái vấn đề mà Lê Trung muốn nói đến ở đây là sau khi mà dùng đồ cúng của Lê Trung xong đó, thì cái vong quỷ này không có chịu đi về chùa để mà tu. Cũng như là do cái tình trạng là do cái chủ gia khu vườn này đó trước đây không có tin tưởng vào tâm linh, đến đây để mà mua đất rồi xây cất đồ này kia, máy móc đồ đến để mà cuốc rãnh đồ này lên nè cả nhà, để làm lập vườn, nhưng mà không có cúng kiến cũng như là không có xin phép các cái vị tâm linh ở đây. Thì do cái tình trạng á, là ở ngay đây trước kia á, là có rất là nhiều những cái phần mộ bị siêu mồ lạc mã tại đây, cho nên khi mà cái người chủ của cái khu vườn này đến đây á, đã làm ra cái khu vườn này ở trên những cái phần mộ của người ta. Do đó thì những cái vong hồn ở khu vực này đã quấy phá rất là nhiều, thậm chí là quấy phá luôn cả những người đến đây để làm thuê làm mướn, không có cho đến đây để làm bất cứ cái điều gì cả. Thì sau một thời gian bị các cái phần vong linh nó quấy phá đó cả nhà, thì chủ vườn này cũng bỏ luôn, không có dám đến đây nè hoạt động, cũng không có đến đây để chăm sóc cây cối gì đó. Như cả nhà mình nhìn thấy nè, cái khu vườn giờ nó tan hoang như thế này, cây thì rất là nhiều luôn nhưng mà không có một cái trái nào hết á. Thì lần trước đi chung đến đây thì cũng giao tiếp được với cái vong linh đó, nhưng mà cái vong quỷ đó, nhưng mà nó bảo là phải đem một con gà nướng đến cúng cho nó thì nó mới chịu đi tu. Thì thôi, nếu mà đã đủ duyên với cái vị vong này rồi thì mình cũng sẽ giúp cho họ luôn. Nói chung thì một phần gà thì nói chung thì nó đối với Lê Trung á, nó cũng nhiều đó chứ không phải ít đâu. Nhưng mà để giúp được cho cái vong này được hướng thiện nè, rồi giúp cho cái vong này có thể là buông bỏ được cái thù hận của mình đối với cái gia chủ của khu vườn này, thì cũng khá là hoan hỷ đó cả nhà. Ngày hôm nay Lê Trung quay trở lại đây nè, có mua theo nguyên một con gà nướng luôn. Thì cái vong này đã mất cách đây đâu đó gần trăm năm rồi, bữa đó nói với Lê Trung là gần trăm năm rồi. Ok đi, người ta đã ở đây, người ta đã giấc dưỡng, rồi người ta đã lang thang đói khổ 100 năm rồi. Thì mình tóm một con gà mà giúp cho họ được thoát khỏi cái cảnh khổ thì cũng không có sao đúng không cả nhà. Tiền thì bữa nay không có thì ngày mai mình ráng mình làm thì nó cũng có thôi. Quan trọng là mình giúp được người, giúp được vong hồn, giúp được vong linh là vui vẻ rồi. Sao bữa nay không thấy ta?
đi tới đâu không biết. Quỷ ơi, hôm nay tôi có mua con gà tôi đem lại tôi cúng cho ông nè. Ông xuất hiện ra đi. Ở cái khu vườn này càng vô sâu nó càng bịch cả nhà. Biết nữ quỷ này đâu không biết. Còn ở đây không? Mà dễ gì đi, cả trăm năm còn ở đây mà dễ gì mà đi được. Vườn này đi ban đêm vô đây chắc ná thở quá, đi ban đêm vô đây chắc không dám đi cái nè. Ây da, vườn gì mà nó bịch, thấy nó lạnh. Cái này vườn gì, cái này thuộc gì cái rừng hoang gì nữa chứ vườn gì. Quá trời rậm rạp. Tìm tìm chỗ nào cho nó. Nè, như cả nhà mình nhìn thấy nè, đồ đạc bỏ lỡn ngẩn lỡn ngang vậy nè. Đâu có dọn dẹp gì đâu. Đây đâu có dám vô đâu mà dọn. Thôi cả nhà, chắc là đây để chúng sẽ tìm một cái vị trí nào đó tương đối là cho nó trống trải để mà đi chúng sẽ đặt cái bàn nghi thức ra nha cả nhà. Đây thì đi chúng thấy cũng khá là trống nè, bây giờ đi chúng sẽ để cái con gà đó đi. Đi chúng sẽ đặt cái máy xuống đây. Rồi cả nhà, bây giờ thì Lý Trung sẽ đặt cái bàn nghi thức ngay đây nha cả nhà. Thì ngày hôm nay Lý Trung cũng có mua được một con gà để mang lại đây. Hy vọng là sau khi cúng cái con gà này cho cái vị vong này thì cái vị vong quỷ này thì vong quỷ này sẽ chấp nhận đi về chùa để mà tu hiền, tu lành, trả lại cái khu vườn này lại cho gia chủ. Bữa nay thì Lê Trung cũng đem theo đầy đủ nha cả nhà. Ngoài con gà ra thì Lê Trung cũng có đem theo một phần cơm nè, rồi bánh, rồi trái cây. Đi chung chế nước, cái này chung bày con gà ra cả nhà. Thơm. Gà nó thơm ghê cả nhà. Cái nướng gì thơm ghê. Đây, rau rác. Để riêng này. Ây da, quá ngon. Đó. Để cái này ấy không à, để nó đi. Chút tính sao. Rồi, bây giờ thì Lê Trung sẽ thắp hương nha cái nha. Quá trời, cái nước nó chảy ra nó dính trơn. Quá trời hầm.
Cái dòng quỷ này không biết là có đang rình mình hay không, mà hồi nãy giờ đi chung đi vào trong đây, đi chung đi vòng vòng nãy giờ không thấy nha. Không biết là chắc rình đi chung rồi, coi bữa nay tới có đem gà nướng hay không hay sao á. Thấy nãy giờ lại nãy giờ không thấy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam mô Đất Đai Thiên Trạch Thần Hoàng Bổn Cảnh Thổ Thần Thổ Địa Cục Thổ nơi đây. Thì ngày hôm nay con đến đây thì cũng có ý nguyện là muốn được trợ duyên cho các vong linh đang đối khắc lạnh lẽo vất vưởng ở trên cái cõi Ta Bà này. Thì con cũng mong các ngài các ông hoan hỷ đấy, cho cái vị vong quỷ mà hôm bữa đã giao tiếp với con ra đây nhận hưởng những phần lễ này, để giúp cho ông ấy được no lòng ấm dạ hơn, đỡ đói lạnh hơn. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Cái gì mà nghe mùi thơm dữ vậy? Thơm lắm nha. Hả? Cái gì vậy? Trời ơi, có thịt nướng kìa, ngon dữ vậy. Đã quá à. Ai đem vô đây chứ? Trời ơi, nhìn ngon quá, thơm quá. Chuyện này là được ăn thịt rồi. Ngon lắm. Vậy để mình ngồi xuống đi, chú đàng hoàng đi rồi mình thưởng thức cái món thịt này mới được. Bao nhiêu năm rồi mình thèm thịt dữ lắm mà không có được ăn. Mùi thịt nướng ngon quá, không có cưỡng lại được nữa. Trời ơi, ngon nè. Thơm quá đi, ngon quá đi. Đã gì đâu á. Thịt nướng này á mà ăn với cơm này á thì còn gì bằng nữa chứ. Ăn cơm vô mới được. Ngon quá đi. Đúng là
không có cái nào mà qua bằng thịt nướng hết. Bữa nay mình được thỏa mãn là cái mà thèm thịt rồi, đã gì đâu á, hết biết nó ngon luôn ta ơi. Ngon quá. Ăn cái này á, đã cái nư luôn. Mà cái này á, xương xương á, dài sĩ đế nữa, thì ôi thôi, nó đã. Bữa nay mình trúng tủ thịt nướng này rồi, quá nhiều, để mình á gan mình thưởng thức hết cái này luôn mới được. Nó ngon mà nó thơm, chắc con gà này á là con gà mái hay gì á, mà nó béo, nó thơm, nó mỡ quá à. Ngon quá đi. Ừ.
Ồ. Xin chào ông lão quỷ. Ôi, sao? Sao rồi, ăn thịt có thịt rồi chứ mày. Trời ơi, hết mấy trăm ngàn của tôi đó. Bộ ít lắm sao? Thì mày bóp bụng mày cho tao ăn đi. Đã biết bao nhiêu lâu rồi tao thèm thịt nướng như lắm. Thì cho. Có ai đâu mà cho tao ăn. Thì cho thì tôi cũng cho rồi. Mà bây giờ là bây giờ mình phải có qua có lại mới đi, mới tội lòng nhau đúng không? Làm sao? Ví dụ như giờ thì tôi cũng nói ông cái đội gì tôi cũng cho ông hết rồi. Ông đòi ăn cơm cũng có cơm, đòi ăn bánh cũng có bánh, đòi ăn trái cây cũng có trái cây. Rồi giờ đòi ăn thịt nướng cũng có thịt nướng rồi. Mà bây giờ là giờ tới tôi nha, tới tôi đòi lại chứ. Đòi cái gì? Tao có cái gì đâu mà mày đòi tao. Tôi đâu có cái đòi ông phải đưa tôi cái gì đâu. Mà tôi đòi ông là giờ là ông hãy nghe lời tôi đi về chùa để tu hành đi. Để cho cái cục khổ của ông chủ gia này cho nó được yên ổn. Thì để cho ổng mà ngăn đồ chứ không thấy nè. Để mà bỏ ra một cái nơi như thế này. Để làm nên một cái vườn như thế này. Rồi bỏ vốn ra để mà là trồng những được những cái cây như thế này là chi phí cũng rất là nhiều. Mà vào trong đây ông chiếm giữ rồi ông không có cho người ta mần mụn gì trong đây hết. Thì ông biết là người ta sẽ rất là khổ. Ở quê mà bỏ ra được một số tiền để làm một cái khu vườn nó như vậy á. Là phải mất rất là nhiều tiền và kiếm rất là khó. Đó. Được không? Vậy là mày phiên tao đi về chùa. Ừ. Tao bỏ chỗ này lại cho chủ nhà, chủ đất ta hả? Đúng rồi, thì trước đây á, chủ đất á, không có biết điều với ông. Cũng như tới đây để ở, để đem máy móc đồ vô này kia, làm lụng này kia đó, cũng không có biết ông. Rồi thì giờ ngày hôm nay tôi cũng thay mặt ông chủ đất rồi, cũng cúng kiến cho ông dùng rồi. Thì bây giờ là mình cũng hoan hỷ cho người ta đi, được không? Nghe mày nói vậy tao cũng nghĩ cũng đúng ha. Ừ. Thôi tao mất lâu rồi. Mà bây giờ tao có ở đây thêm nữa thì tao càng chịu đói chịu khổ hơn nữa. Ừ. Mà về đó có được ăn uống không mày? Thì bây giờ nói chung á là tôi cũng nói thẳng luôn là khi mà ông đi về chùa tu á là ông được ăn mỗi ngày nhưng mà không có được ăn mặn. Ăn chay. À, ăn cơm chay nè, với lại bánh trái thôi, chứ không có cái thịt này đâu. Tại vì á, là khi mà mình đi về chùa mình tu hành đó, mình phải tập dần để mình ăn chay đi, để cho thân xác mình, cái vong hồn mình nó nhẹ nhàng, để mà mình tu tập cho nó mau đạt thành. Chứ bây giờ là mình về chùa, với lại ở chùa là cái môi trường để mình người ta tu tập. Các sư, các thầy người ta trong đó người ta đang tu tập thì người ta cũng ăn chay. Mà mình gì đó mình ăn đồ mặn thì nó rất là khó coi, và các sư cũng không có thể nào làm những cái món mặn cho ông ăn được. Không hiểu không? À, tao hiểu rồi, về đó là có ăn đầy đủ luôn. Ừ. Mà không có phải là nhịn đói nhịn khát như tao ở trong đây hả? Ừ. Trời ơi, được vậy là tao mừng quá à. Vậy là bây giờ chấp nhận phải không? Ừ. Mà trước khi đi á, bây giờ tôi cũng muốn hỏi thăm ông một vài điều thêm nữa để mà tôi giúp cho ông một cách nó được trọn vẹn á, được không? Được chứ, mà hỏi cái gì á chứ. Thì nó cũng không có cái gì hết trơn á, những cái nó đơn giản thôi. Ví dụ như là tên tuổi của ông nè, ông tên gì? Tao hả? Ừ. Tao á. Đừng nói không nhớ tên luôn nghe trời. Để tao nhớ lại coi, tao mất cái này lâu lắm rồi. À, tao tên Bách. Bách hả? Rồi hôm bữa là tôi nghe ông nói là ông mất đây cả trăm năm rồi hả? Phải. Tao mất hồi thời Pháp lận. Mày biết hồi thời Pháp không? Pháp qua nó chiếm đóng Việt Nam mình đó. Ờ, tôi có biết đâu. Tôi lúc đó tôi còn ở, tôi cũng không biết tôi ở đâu nữa mà sao tôi biết được. Rồi hồi lúc đó là bị sao mà mất? Hồi đó đó, Pháp nó qua nó giành nước Việt Nam mình á. Ừ. Nó giành giống như là thuộc địa của nó vậy đó. Ừ. Rồi á, nó bắt phải theo nó đứng lên để mà giết hại đồng bào của mình nè. Ừ. Còn nếu không á thì tụi nó giết hết. Thì tức là nó kêu nó bắt ông đi lính cho nó. Phải. Ờ, rồi sao nữa? Hồi đó nó vô cả sớm nè. Nó bắt tao đợi mấy người á ở vòng vòng sớm đó đó. Ừ. Bắt là thấy
theo nghe lệnh của nó, rồi đi diệt trừ đồng bào mình. Nhưng mà đâu có nỡ đâu, dù gì thì người Việt của mình cũng là máu mủ mà. Rồi tụi tao không có nghe, tụi tao nghe theo lời một người đứng lên đó rồi chống lại. Có mày biết không, nó bắt về nó nhốt lại, nó cột hai cái tay lên á, nó cởi đồ ra hết. Rồi nó lấy cây nó quất. Trời. Nó tra tấn vậy đó. Nhiều người chịu đâu có nổi đâu. Chết á. Mà á, vẫn còn á, bị cái tay trói lên trên cao vậy đó. Trời, thấy ghê vậy. Còn á, nếu mà cứng đầu cứng cổ á, là nó lấy dao găm á, nó đâm nhừ mình nhừ mẩy vậy đó. Cho máu phúng phúng ra vậy đó. Rồi tụi nó nhìn nhau nó cười. Thôi vậy. Tụi nó mang rợ dữ lắm. Tao á, tao chống lại nó đi. Là đợt, cái đợt đó là cả thảy là 16 người. Mà bị bắt hết. Nó giết á, nó bắn á. Tại vì á, mấy người đó đó bỏ chạy á, để thoát thân. Nó bắn chết 10 người. Còn có 6 người nó bắt sống về, nó tra tấn dã man lắm kìa. Vậy là ông bị bắn hay là nó bắt ông về vậy nó tra tấn? Bắt tao về nó tra tấn tao. Nó kêu dạ. Một là phải theo nó để giết hại người Việt đi. Rồi tụi nó sẽ trả thù lao hậu hĩnh. Mà lúc đó thì có người phiên dịch của người Việt mình nữa. Đã theo tụi nó đó. Như mấy người Hán Giang chứ gì hả? Đấy. Mà tụi tao một lòng yêu nước mà. Đâu có chịu mà khuất phục trước cái tội ác của tụi nó đâu. Cho nên là không chịu, không đồng ý. Rồi nó đánh cho thừa sống thiếu chết vậy đó. Nó quánh dữ lắm. Người biết làm sao không? Sao? Nó trói tao lên cái bàn. Trói hai cái giò, hai cái tay gị thẳng ra vậy đó. Rồi nó lấy dao, nó chặt. Chặt từ trên xuống dưới vậy đó, bấy nhầy vậy đó. Rồi tao chết luôn. Trời. Rồi chết rồi nó vứt ông ở tại đây luôn hay sao? Chết rồi á. Nó kêu á, người của nó khiêng xác dục tao vô cái chỗ này nè. Mà cái chỗ này á, là lúc trước là chết nhiều lắm. Tụi nó tra tấn xong rồi có chết nó dục đóng đóng vô vậy đó. Rồi nó lắp lại. Đất đợi. Vậy tức là ở đây ngày xưa không phải là những cái nơi để chôn cất các ông, mà là nhà cái nơi để mà kiểu dạng như là bọn mang rợ á, nó tập kết lại bỏ đây. Phải. Thì nó cũng nôm na giống như là cái nghĩa địa vậy đó. Vậy là ông nói vậy là ở khu này hồi trước nhiều lắm hả? Phải, nhiều lắm. Mà họ chết tức chết tuổi rồi á, họ cũng thù dữ lắm. Rồi họ có người nào đi siêu thoát đi tu gì không? Không có ai được đi hết á. Rồi á, họ mới đi lang thang. Ai ở đây thì ở, còn ai đi thì đi. Đúng không? Có năm thì họ về đây. Tao thấy. Rồi có năm thì họ đi đâu mất tiêu rồi. Hiện tại thì ở trong cái khu vườn này còn nhiều không? Còn nhiều lắm. Hàng trăm lận. Dữ vậy đó hả? Đâu. Gì thấy ghê, nghe nói gì thấy ghê vậy nha ông. Rồi họ đâu hết rồi, họ đi đâu hết rồi? Thì hồi nãy tao nói đó, họ đi hết rồi. Ở trong đây có cái gì đâu mà ăn. Rồi sao còn ông sao không đi? Nãy tôi vô đó, ông biết không? Tao biết, tao thấy đó chứ đâu. Rồi tao mới thấy mày tay xách nách mang cái gì đó. Rồi tao nghĩ là thế nào là mày cũng quay lại đây mày cho tao ăn à. Thì sao hồi nãy tôi đi vô không xuất hiện ra trò chuyện với tôi đồ chơi mà núp rồi chờ coi có thiệt sự là tôi có cúng không là mới xuất hiện ra đó hả? Coi mày có cho tao ăn không? Mà cho tao ăn thì tao biết điều, tao nói chuyện với mày. Còn không cho là thật khỏi luôn. Là mày biết rồi. Thì nói chung là tôi thì cũng không phải giàu có gì, mà tôi cũng không phải là thầy bà gì hết. Tôi chỉ biết được là các vị cũng đang đối kháng lạnh lẽo,
rồi do một số cái vấn đề nào đó gây nên cái sự oán hận ở trong các vị, cho nên là các vị không thể nào đầu thai chuyển kiếp được. Thôi thì bây giờ ngày hôm nay thì tôi đến đây thì cũng được là bề trên xoay chuyển, thì thôi giờ là mình cũng đã đủ duyên với Phật pháp rồi, thì bây giờ mình đi về chùa mình tu đi ha, để về đó thứ nhất là được ăn uống nè, rồi là được có nơi để trú ngụ nè, đó mình về đó mình tu hành đi để mình trả cái khu vườn này lại cho gia chủ người ta. Đó, thì nói chung đồng ý là ở đây còn nhiều, tôi biết còn nhiều, nhưng mà bây giờ thì mình đi trước đi, rồi những người kia người ta sẽ học theo mình để người ta đi đó, để mà mình trả lại cái không gian cho người dương người ta sống. Mình là người cõi âm rồi, mình là một cái vong hồn rồi, thì phải về đúng cái nơi mà mình phải về đó, rồi mình về đó để mình tu hành, để mình đi đầu thai chuyển kiếp, mình học Phật học pháp, học luận nhân quả như thế nào đó, để mình biết được cái nào đúng cái nào sai, để khi mà mình đầu thai lên mình làm một cái kiếp người đó, mình không còn phải chịu những cái cảnh khổ ở cái kiếp vừa rồi, cũng như là mình biết được cái nào đúng cái nào sai rồi, thì mình làm cái đúng thôi, mình bỏ cái sai ra để mình tránh cái tạo nghiệp cho mình, rồi mình phải đau khổ đồ này kia cắt kiểu hết đó. Không hiểu ý tôi không? Hiểu chứ, rồi tao đã hiểu rồi đó. Vậy thì á, tao thấy mày có lòng mày tốt vậy nè, cho tao ăn uống đầy đủ vậy nè. Vậy thì á, tao cũng phải biết điều lại nữa chứ. Vậy thì tao chấp nhận tao đi, tao trả cái cục đất này nợ á cho cái chủ vườn này, để cho họ canh tác, họ làm cái này cái kia nữa chứ. Vậy là bây giờ chấp nhận đi đúng không? Phải, tao chấp nhận tao đi. Rồi, nếu chấp nhận đi thì bây giờ chấp tay lên đi, rồi niệm với tôi 6 chữ Nam Mô Di Đà Phật đi, tôi sẽ đưa cho đi. Nam Mô A Di Đà Phật. Dạ rồi, cả nhà ơi, ngày hôm nay khi mà Lý Trung tiếp tục quay trở lại cái khu vườn dừa ma ám này để cúng cái con gà nướng cho cái vong quỷ đỏ mà hôm bữa mình có giao tiếp đó cả nhà. Thì sau khi mà cúng kiến đồ này kia cho cái vong quỷ này dùng xong đó, thì như cái nhà mình cũng nghe cái vong quỷ này kể rồi, thì cũng do là cái vong quỷ này cũng có một cái tình yêu nước rất là lớn. Vong này thì được sinh ra và lớn lên trong cái thời mà pháp thuộc, thì trong khi đó thì bọn pháp thuộc mới bắt đầu làm kiểu như là bắt ép dân của chúng ta phục vụ cho cái việc mà đô hộ đất nước của chúng ta đó, của bọn họ, của bọn nó. Và cái vong quỷ này thì không chịu, thì cuối cùng đã bị cái tụi đó nó sát hại cách dã man đó. Thì nói chung là cái vong này thì cũng không phải là cái vấn đề gì, cũng kiểu như là người ta ở đây cũng như là kiểu như dạng như nhà của người ta, người ta ở đây mà người khác lại muốn vào ở mà kiểu như không có xin phép ý kiến rồi này kia, là hơi nóng giận rồi này kia mới phá thôi cả nhà. Nói chung là như vậy chứ không có cái ý gì, cũng không phải là cố tình để mà quấy rối hay là cái gì người dương mình hết. Nói chung là như vậy, thì ở đâu cũng vậy cả nhà. Bất cứ nơi nào cũng vậy, khi mà mình muốn đến một cái nơi nào đó để mà mình xây dựng hay là mình cất nhà cất cửa, mình lập vườn gì đó, thì mình cũng phải xin phép đất đai viên trạch ở đó, rồi thổ thần thổ địa. Nói chung là mình đồng ý là mình sẽ có thể là mình không tin, nhưng mà thà tin còn hơn. Ví dụ như ông bà mình hay dạy là có thờ là có thiên, có kiên là có lành đó. Nói chung là mình bỏ ra một cái mâm cơm nó để cúng cho đất đai thiên trạch, rồi là thần hoàng nè, rồi là các vị thổ thần thổ địa đâu này kia đó, thì cũng đâu có bao nhiêu tiền, mà trong khi mình cúng xong rồi mình quay trở lại mình cũng dùng chứ mình đâu có bỏ đó. Cái đó là một cái phép lịch sự của mình đối với cái người thứ nhất là bề trên nè, hoặc là cái người cõi âm đó, thì mình xin phép như vậy thì mình có cái lời đi trước, cái lời cũng như là như thường ông bà mình hay nói là cái lời xin phép nó cao hơn cái mâm cỗ, là như vậy cả nhà. Rồi thì cái video ngày hôm nay thì Lý Trung cũng đã thực hiện xong cái việc mà cúng kiến cho cái vị vong này, và cũng đã đưa cho cái vị vong này đi về chùa để mà tu hiền tu lành rồi. Thì đến đây Lê Trung xin phép khép video lại tại đây. Lê Trung xin kính chào và xin phép hẹn gặp lại cả nhà mình ở video tiếp theo.